Chào mọi người và anh em nhân giống ong nhộng nhé. Nay mình đang ở trong chuồng nhân giống ong bắp cày đây. Một số anh em hỏi là tại sao ong bắp cày xây tổ rồi nhưng lại bỏ không chăm nhộng nữa và không tiếp tục xây tổ hộ. Thì có rất nhiều nguyên nhân nhưng mà đây sẽ là một số nguyên nhân chính cơ bản mà mình thường gặp. Đây là đợt ong muộn của mình nhé. Đợt ong muộn này mình sẽ xuất vào tháng 4. Cái yếu tố đầu tiên làm cho cái con ong nó chú nó bỏ tổ và không xây tổ nữa đó là do nguồn thức ăn. Do mỗi người cách cho ăn khác nhau nên là có thể là cho ăn bằng nước đường này, có thể cho ăn bằng mật ong này, và cái tốc độ của mật ong nó sẽ thiêu nhanh hơn nước đường nếu mà mọi người không chú ý thay, hoặc một ngày chỉ thay có một lần thì chắc chắn là nước sẽ thiêu rồi, ong ăn dính sẽ bị bệnh và bỏ. Nguyên nhân thứ hai ấy, đó là do sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Khi mà nhiệt độ thấp quá, ong chúa sẽ dễ rơi vào trạng thái ngủ đông, đặc biệt là các khu vực vùng cao trên Tây Bắc nhé. Có những hôm chỉ 7-8 độ thôi. Nếu mà các bạn làm ong sớm mà không có các thiết bị hỗ trợ làm ấm thì sẽ rất dễ là gây ra ong chúa bỏ tổ và rất khó để cho ong chúa xây lại. Đây, những con ong chúa này nó xây rồi nó rất tệ. Cái nguyên nhân thứ ba là cái sự háo hức của những cái người vừa mới nhân giống thành công cho ong xây tổ, đó là mở ra xem liên tục. Con ong chúa nó rất nhạy cảm trong cái giai đoạn đầu, mở ra xem liên tục nhiều nó sẽ bỏ. Đây chủ yếu là ba nguyên nhân này là mình thường gặp là chủ yếu, vẫn còn các nguyên nhân khác.